Chào các bạn, ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một vài thuộc tính về vật liệu. Đầu tiên, chúng ta ôn lại thuộc tính diffuse và bump map. Các bạn nhấn M trên bàn phím hoặc bấm biểu tượng này, chúng ta bật bỏ vật liệu lên, chúng ta cùng nhau thực hành. Đầu tiên, tôi kéo vật liệu VRAMTL ra ngoài. Nhấp đúp hai lần vào đây, cho review lớn hơn. Chúng ta có thể chuột phải vào đổi tên. Ví dụ, tôi đổi tên vật liệu là sàn. Và Enter. Các bạn chuột phải vào, bấm phần Open Review Window, nhìn nó trực quan hơn, kéo vào đây. Ở thuộc tính đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là Diffuse, tức là màu bản thân. Đây là màu quyết định 99% màu của vật liệu. Đương nhiên chúng ta có thể ốp các ảnh bitmap vào cũng được. Đầu tiên chúng ta cùng nhau làm quen việc ốp màu. Các bạn chọn màu ở ô này. Ví dụ chúng ta chọn màu này. Ok. Nếu các bạn token ra ngoài, chúng ta phải nhấp đúp vào vật liệu này để thuộc tính của vật liệu đó hiển thị ở đây. Nhấp đúp hai lần chuột trái vào. Bây giờ chúng ta đổi màu. Ok. Muốn ốp vật liệu này vào, chúng ta làm như sau. Tôi kéo xuống. Chọn sàn này. Và chúng ta đứng trên ô này. Bấm hiển thị vật liệu ở viewport. Và bấm hiển thị background trong suốt. Đó, tôi chọn vật liệu, bấm vào Add Material to Selection để vật liệu hiển thị ở đây là cái sàn chúng ta. Vậy là chúng ta đã ốp vật liệu màu xong cho cái sàn. Đây là thuộc tính đầu tiên của Diffuse. Các bạn có thể render thử. Thì sàn của chúng ta đã nhận màu tím rồi. Thuộc tính thứ hai của vật liệu này, đó là Grownit. Grownit ở đây, tức là cái biên, các bạn nhìn đây có vùng đen này. Cái phần giao tranh giữa vùng sáng và vùng tối. Nếu các bạn tăng thông số này lên tới 1 thì vùng này sẽ càng rõ nét. Điều này chúng ta ít dùng thôi, nhưng nếu tôi giả sử tăng lên tới thông số 1, Enter. Thì các bạn thấy rằng màu chúng ta gần như biến mất, màu diffuse. Và thay vào đó phần này highlight. Chức năng này thì chúng ta rất ít sử dụng mà thôi. Vì vậy tôi khuyên các bạn những chức năng này chúng ta để về mặc định, về thông số 0. Nó chỉ là giới hạn sắc nét cái vùng tranh sáng và tranh tối mà thôi. Điều thứ hai chúng ta cần chú ý ở phần diffuse này, ngoài việc chúng ta biến đổi màu sắc, chúng ta có thể thêm cho nó một cái bitmap, tức là một map môi trường hoặc là một map vật dụng, một map sàn vào để cảnh sinh động hơn và thật hơn. Để thêm một ảnh bitmap vào, chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng vuông nhỏ này đây, các bạn chọn bitmap và dẫn ảnh mà chúng ta đã có sẵn. Ở đây tôi chọn map sàn, open lên. Thì các bạn thấy rằng lập tức map sàn nó sẽ đè lên phần màu diffuse này. Bây giờ nếu ta dùng map này thì map sẽ đè lên phần màu và màu dường như chúng ta không còn quan trọng nữa. Khi ốp vào, các bạn thấy ngay rằng đối tượng chúng ta sàn đã nhận map vật liệu. Bây giờ nếu các bạn bấm render thì vật liệu đã thật hơn nhiều rồi. Nhưng nếu chú ý, các bạn thấy rằng ảnh của chúng ta hiện tại đang là ảnh 2D thôi. Nó chưa có độ sần sùi, chưa có độ lồi lõm và sần sùi. Vì vậy, để tăng độ lồi lõm sần sùi để thật hơn, chúng ta có thể vào tùy chọn bùm. Các bạn nhấn M lên. Để tạo khe rãnh cho những đối tượng sàn này, chúng ta cần lấy một bitmap đen trắng vào để tăng cường độ bùm lên, thì chúng ta sẽ vào ảnh thật hơn. Tôi làm như sau. Nhanh nhất các bạn bấm vào bitmap này, cứ phím Shift, cứ chặt chuột trái copy ra. Chúng ta sẽ sao chép đường dẫn. Các bạn nhấp đúp vào bitmap này. Bấm vào đường dẫn bitmap. Tôi chọn map sàn, nhưng mà sàn để bung. Đó là map số 1. Open lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối sàn này vào phần bung. Sau kết nối sàn, các bạn thấy rằng những cái khe, những dãy này nó rõ nét hơn rất nhiều. Tôi có thể kéo ra cho các bạn thấy. Các bạn thấy rõ không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại để xem cường độ bung đã đủ chưa. Các bạn có thể kéo vùng render. Ấn render. Thì tôi thấy rằng sàn của chúng ta đã rõ nét hơn rồi. Nếu các bạn muốn tăng cường độ bùm, chúng ta làm như sau. Tôi tạm thời thu nhỏ lại. Các bạn nhấp đúp vào biểu tượng này để về ô thuộc tính gốc. Các bạn kéo xuống dưới, chọn lấy phần map. Ở đây tùy chọn bùm là 30. Nếu bạn render một tấm hình nét lên
thì tùy chọn boom 30 này cũng khá sắc nét rồi. Có thể nếu bạn muốn tăng cường độ lên, chúng ta có thể tăng lên. Ví dụ tôi cho 100. Sau khi gõ 100 vào đây, Enter, các bạn nhìn biểu tượng này, All review vật liệu này, thì đã thấy rằng cường độ boom rất cao rồi. Tôi nhấn thêm Enter và phím để các bạn nhận thấy. Các bạn thấy nó rất sắc nét. Còn tôi sẽ cho về 30, thấy mờ hơn. Và các bạn có thể tăng đối tượng này lên tới 999. Và tôi nghĩ rằng không có một chất liệu nào cường độ boom cao đến vậy. Ở vật liệu sàn này, tôi dùng chế độ boom 10 thôi. Boom rất nhẹ nhàng thôi. Và bắt đầu render lại toàn bộ tổng thể. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến những đối tượng về phản xạ và khúc xạ trong những ô vật liệu này.